Thi xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú đã trở lại với kênh của Mỹ Thi. Giỏi quá ta, tự nhiên bữa nay giỏi dữ thần à. Nay giỏi quá luôn ông bà cô chú ơi. Bữa nay là đi xếp quần éo đó, tự nhiên không có nhờ gì hết trơn á, cũng đi vô trong phòng tự xếp luôn. Sẵn tiện làm bếp thì Thi khai trương cái tấm thớt mới nha cả nhà. Cái tấm thớt này á, là ông bố của anh bạn Thi đem từ bên Việt Nam qua đó. Cho em bé uống sữa chưa? Xin chào kênh là Xin Tùng và cô chú. Con đang làm cái gì đó? Đây em bé. Chơi. Em bé uống bằng sữa. Em bé làm gì? Uống bằng sữa. Uống bình sữa hả? Giỏi quá ta. Thì con chuẩn bị đi đâu đó? Ông mai về. Đi chợ. Đi chợ. Đi chợ với ai vậy? Em bé. Em bé hả? Hôm nay là Thi xài cái dao bào này nè cả nhà. Lâu lắm rồi Thi không có xài luôn á. Thi thử thì gọt cái trái bí thử coi được hay không. Ồ. Rất là im luôn á cả nhà. Chứ mấy cái dao bào bên đây là đâu có bào được đâu.
À, oui, j'ai glissé depuis quand j'avais peut-être 8 ans. Le couloir. Elle dort, je pense. Voilà, sortez tout de suite. Mmh. Mmh. Ah, moi j'ai la poule. Oui. Sortez tout de suite. Papa va vous donner un. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai à manger? C'est la butternut. C'est quoi cette pierre? Je coupe avec ça. Pourquoi c'est dur? Allez, qu'est-ce que tu
de la crème ou pas? Oui. Ah, de l'arpon? Maman, ici? Thì xin tạm dừng video tại đây. Thì rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu thích video, cả nhà cho Thi xin một nút thích và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thi để xem tiếp các video kỳ sau nha cả nhà. Thì xin chào tạm biệt.